Chế cửu ninh đan ngày thứ 8, như vậy là một đêm đã chế cửu ninh đan ở trong nò và bây giờ thì bỏ cửu ninh đan ra để phơi. Trời đang nắng rất là đẹp. Cửu ninh đan khi mà ở trong nò bỏ ra thì nó vẫn có màu nó đỏ đỏ như thế này. Nhưng mà khi bỏ ra phơi nắng nó tích được dương thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Cứ mỗi một lần phơi nắng tích được dương thì nó lại có tác dụng rất là tốt giúp cho bổ thận dương cho các bác nam giới. Bác nào mà bị thận dương suy thì dùng cửu ninh đan vào thì nó sẽ khỏe lên ngay. Cần nó sẽ căng đét lên ngay và sau một đêm mà chế ở trong nò thì nó lại có tác dụng là bổ thận âm, cho nên là cửu ninh đan nó có tác dụng là giúp bổ chung cả thận âm và cả thận dương thì đều có tác dụng rất là tốt. Như vậy là sau khi bỏ cửu ninh đan ra phơi chỉ khoảng được 10 phút thôi, tích được dương thì cửu ninh đan nó đã chuyển sang màu đen rồi các bác này. Chế đêm nay và ngày mai nữa thì sẽ đủ 9 ngày 9 đêm thì nó sẽ có tác dụng rất là tốt cho các bác nam giới mà bị thận yếu, cần mềm, cần nó không cứng lên được, và các chị em phụ nữ mà bị tóc bạc sớm, da nó không được đỏ, nó không được hồng, nó không được đẹp thì nó có tác dụng rất là tốt. Có thể là ăn trực tiếp những viên cửu ninh đan như thế này luôn và có thể là cho vào ngâm tiểu. Ai mà muốn uống tiểu thì cho vào ngâm tiểu nhé, rất là tốt.